Thưa quý vị và các bạn, thanh toán qua tài khoản có rất nhiều tiện ích. Đặc biệt sau thời gian dịch bệnh COVID-19 phức tạp vừa qua, người dân đã tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ này. Hiện nay không chỉ tại các đô thị lớn mà ở các địa phương, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng được sử dụng ngày một nhiều. Trước đây mỗi khi có nhu cầu mua sắm hàng hóa, chị Nguyễn Thị Hương sẽ phải chuẩn bị một lượng tiền mặt nhất định, tương đương với số hàng định mua. Nhưng từ khi làm quen với hình thức thanh toán qua tài khoản, chị Hương chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại thông minh mỗi khi đi mua sắm. Không sử dụng tiền mặt đấy. Thì lúc mình đi ra ngoài thì nó sẽ không bị kiểu là ví dụ mình rút ra rút vào thì sẽ hay bị rơi này. Đấy. Hoặc là mình đi đâu xa thì là không nên mang nhiều tiền mặt đấy. Thì thường thường là mang thẻ để tiện hơn. Để đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của người tiêu dùng, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh cũng nhanh chóng bổ sung nhiều dịch vụ thanh toán như chuyển khoản, QR code. Một số cửa hàng, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã chiếm khoảng 20% và đang có chiều hướng tăng cao. Có bán được nhiều tiền mặt hay này, chúng tôi vẫn phải giao dịch qua ngân hàng, có thể cuối ngày vẫn phải mang đi ngân hàng nộp. Nhưng mà khi được thanh toán qua hệ thống này thì là tiền nó vào luôn tài khoản thì có khi giảm thiểu cái thời gian. Ví dụ là đáng ra là một ngày chúng tôi phải đi ngân hàng nộp tiền một lần, nhưng nó có thể là 2-3 ngày chúng tôi mới phải lên ngân hàng giao dịch thì nó cũng rất là tiện lợi và an toàn. Tại Bảo Yên, bộ phận một cửa của một số đơn vị cũng đã chấp nhận việc thanh toán phí và lệ phí qua tài khoản ngân hàng. Người dân cũng dần hình thành thói quen không sử dụng tiền mặt trong thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Chúng tôi cũng đã xác định là đây là một cái việc phải cấp bách. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai một số các cái hệ thống để thanh toán tiền bằng quét mã để tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân đến giao dịch. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai tổ chức cái việc đó là cái tuyên truyền vận động cho người dân cũng như cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục đẩy mạnh cái việc cài đặt thanh toán qua các cái dịch vụ ngân hàng đối với các xã thị trấn và người dân. Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội. Tuy nhiên, để các tiện ích này đến được với nhiều người dân hơn, thì cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là cung cấp các kiến thức để người dùng sử dụng các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt một cách an toàn.